quá chuẩn anh em, bao chuẩn luôn. Giờ em bắn bằng cái nhà hết bi rồi, có viên bi thì nó lăn luôn mẹ. Em bắn bằng cây que hàng đó mọi người, quá chuẩn, bay mất cái lon luôn, bay lên nóc nhà, bay qua bên kia luôn rồi. Hello, xin chào tất cả các anh em, xin chào tất cả mọi người. Em rất vui và hạnh phúc khi mọi người đã quay lại kênh của em ha. Ở cái video trước thì em có lên một cái ná cao su giống dây thun, thì hôm nay em tháo cái dây thun này ra rồi, tháo dây thun ra rồi, hôm nay em sẽ gắn trực tiếp cái cánh sợi thủy tinh vào. Và hôm nay thì chưa test thử đâu mọi người, có thể là sẽ bắn thử một hai phát thôi, vì sẽ mất thời gian nhiều ở cái phần em sẽ làm lại cái bộ phận mà móc cái dây vào cái cò, và em quay chi tiết để mọi người xem ha, tham khảo. Có rất là nhiều anh em hỏi là tại sao em quay cái đoạn này. Từ quay cái đoạn này á, mà quay cái đoạn lắp cò này sẽ bị YouTube hạn chế, nhưng mà em quay cái đoạn ở trên này thôi. Em quay cái đoạn để chế cái rảnh chạy đây thôi nha. Rồi, em sẽ bỏ cái này xuống. Đây, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái thép V. Thép V này thì thường cái độ mỏng của nó thì nó sẽ dư sức chạy ở trong cái rảnh, tại rảnh nó tới 3 ly rưỡi là cái rảnh trong cái ống á. Ống độc rảnh này là bên em chuyên cung cấp là lỗ 64, lỗ 705 và lỗ 805, 705 thì nó mới có đây thôi. Anh em nào cần thì cứ gọi trực tiếp nha. Còn cái này thì nó dư sức chạy ở trong cái rảnh này. Rảnh này là tới 3 ly rưỡi lần nha anh em. Mà cái cả không chạy được thì mình cũng có thể mình mài nó đi xíu là nó chạy được. Cái này là do vết cắt thôi. Nó chạy được mà do vết cắt nó bị lem ra nên là nó chật ha. Cái này cũng phải dày 3 ly. Dày lắm. Rồi, ở clip trước thì em có làm một cái rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ tháo ra và em quay lại cho anh em. Nói thêm đau. Rồi, sau khi mà chúng ta hàn rồi, mọi người để ý là chúng ta sẽ có một cái chi tiết như thế này. Đó, lúc này cái cạnh này nè, nó sẽ nằm đây luôn ha. Lúc này chúng ta không cắt cái này âm vô để hàn á, thì mọi người cố gắng hàn cho nó có vẫy như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ mài lại. Lúc nãy là chúng ta sẽ mài cho nó dẹp một mặt rồi nè, nhưng mà khi chúng ta hàn xong á thì cái cây này mọi người cảm thấy là nó tròn trở lại không? Bây giờ chúng ta sẽ mài cho nó đẹp trở lại, cho nó tròn rìa trở lại, mà chúng ta sẽ ráp vào được ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái chi tiết như thế này. Chúng ta sẽ mài đẹp hai bên ha. Và sẽ có một cái chi tiết chạy trong ống như thế này. Cảm thấy là nó chưa được trơn tru lắm nè. Như vậy là chúng ta sẽ khoan một cái lỗ để luồn dây, là chúng ta đã xong cái bộ phận cò rồi đó mọi người. Mọi người mà dùng mũi khoan, mọi người khoan cái này nè, khoan cầm tay mà mũi khoan dỗm dỗm là khoan kém hơn cái mũi này rất là nhiều. Mũi này mình khoan rất là nhanh luôn. Rồi mình muốn rộng ra thêm thì mình sẽ làm rộng ra thêm, còn không thì mình sẽ thử cái dây vào. Ở đây thì mình có mua một cái dây côn xe máy. Dây này là mình mua 10.000 thôi.
đi côn xe máy nha. Nó cũng dạng như là dây thắng xe đạp thôi, nó tầm 10.000 thôi. Nè, chúng ta xỏ vào cái lỗ này rất là lỏng. À, lỏng một chút thì cũng ngon. Anh em biết sao không? Để cái đoạn mà tiếp xúc này mình sẽ còn quấn một cái lớp dây nữa. Gọi là dây siêu bền. Dây câu siêu bền á thì càng tốt anh em. Dây câu siêu bền á, anh em quấn cái đoạn tiếp xúc nè thì càng tốt. Để cho nó ma sát và nó đỡ bị đứt. Còn nếu mà không có thì anh em có thể là quấn dây dù hoặc là dây chỉ, quấn nhiều chút rồi anh em nhiễu keo 502 nha. Thì nó có tác dụng cũng tương tự, nhưng có dây siêu bền nó thì ngon hơn. Dây dù siêu bền câu cá, còn không thì dây chỉ anh em nhỏ keo thì nó cũng được, mà anh em quấn dày một chút nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp vào. Rồi ở ngoài kia nắng quá, em đem vô trong này em lắp cho mọi người xem nhé. Luôn. Chúng ta sẽ lắp cái nỏ vào. Đây, nói thêm cái đoạn này, đây là cái con ốc lục giác nè. À, bỏ lên mài cho nó tròn lại nha mọi người, rồi cắt cái rãnh để sử dụng tua vít xài được đó mọi người. Và khi hai con vào đây nó không bị vướng nha. Và chúng ta có thể sử dụng tua vít hoặc là nói chung là nó sẽ cơ động và nó dễ sử dụng hơn là cái ốc lục giác. Ốc lục giác thì anh em phải lúc nào cũng phải bỏ túi theo cái cây lục giác chuyên dụng của nó. À, đợt này em nhập hàng ốc nó không có nha anh em. Anh em mua bản lề là không có ốc nên em ra tiệm mua con này. Con này tầm 2.000 đến 3.000 tùy theo chỗ nó bán á, mấy bán rẻ thôi. Rất là dễ thôi. Ốc 8 ly dài 5 phân. Em mua 2 con á là 5.000 á. Hiện tại thì mình chưa có quấn ở đây à, mình sẽ lên cò thử cho anh em xem nè. Khi mình lên thì nó sẽ gài vào nè. Khi nó gài vào thì nó sẽ không bị cứa cò được. Đó, anh em thấy không? Chúng ta bắn thử nha. Anh em thấy không? Rất là mạnh nha. Em sẽ quay cận cảnh cái đoạn móc vô cho anh em xem. Đoạn này nha, khi chúng ta bắn xong là nó sẽ như thế này nha. Cái này là em chưa bóp nó lại thêm tí nữa, bóp lại thêm tí nữa càng ngon nha. À, chúng ta sẽ kéo về nè. Kéo về nè. Đó, anh em thấy nó gài lại nè. Đó, nó móc vô nè, anh em thấy không? Bắn nè. Rồi chúng ta sẽ kéo lên nè. Rồi khi nó móc vào là nó như thế này, nó rất là chắc chắn nha mọi người nha. Đây anh em có thể nhìn vào đây. Đây là cái nhành sau ha. Nhành trước móc vào rồi nè. Hai cái mép này mà chúng ta muốn nó chắc chắn mà không bị lọt qua hai bên để nó cứ cọ thì chúng ta sẽ bóp cho nó vào một xíu. Đó. Chẳng hạn như chúng ta sẽ dùng cái kềm này nè, chúng ta bóp cho hai cái bên này nó vào một xíu. Thấy không? Quá chuẩn anh em. Bao chuẩn luôn. Vậy em bắn bằng cái nhà hết bi rồi. Có viên bi thì nó lăn luôn mẹ.
em bắn bằng cái que hàng mọi người, quá chuẩn, bay mất cái lon luôn, bay đây nóc nhà, bay qua bên kia luôn rồi. Thôi em hẹn mọi người ở clip sau nhé. Đây đây, cái que hàng đây, que hàng 3D2, cái này mà bắn mũi tên thì bao bao chuẩn luôn, còn bắn bi thì em chưa test, em hẹn mọi người ở clip sau nhé. Đây chủ yếu là hướng dẫn anh em độ cái phần này. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé. Bye bye.